Good stag soothing syrup right here! It's all he drinks. Your syrup is liquefying him. He's turning him simple-headed. Now, look now. You are scaring away my customers. Why don't you bugger off or I'll give you something to remember me by. You can't talk to me like that, you little gutterling. What's all this then? Oh, sod off! If you'll excuse me, madam. Giờ nhiệm vụ của mình là phải đi bắt theo này, giết thằng này. Và nó chạy khá là nhanh đấy chứ. Và tuy nhiên cái thật trước là mình chơi với đứa bạn của mình thôi. Và không phải là bạn gái hay gì hết, cho nên bạn đừng hiểu nhầm nha. Bạn thân thôi. Còn nếu yêu đương gì chuyện giờ này tập trung vào game hay hơn. Tại vì mình cũng đang rảnh và mình cũng kiểu như là muốn rủ nó chơi thử thôi. Chứ cũng không nghĩ là nó dân chuyên nghiệp hay gì cả. Nên các bạn thấy nó thấy dở các bạn thể bỏ qua hay gì đó. Tại vì mình cũng không tính là quay nhiều đâu, tại vì chỉ quay cho vui thôi. Chứ đâu quay nhiều chi làm cái gì. Đối với bạn này kêu là chơi rò hay gà gì mình cũng chịu, tại vì thì tất nhiên là nó phải gà hơn người khác rồi. Tại đâu có chơi thường xuyên đâu, cho nên đâu thể chơi giống như mình hoặc là ai đó được. Mình cũng bắt được, gần bắt được thằng này rồi. Chạy đâu quý vị. Vừa mới thấy mình là chạy à. Giờ sao hả? Giờ chú sao? Mình đang tìm hiểu về một cái vấn đề syrup gì đó, mình cũng không rõ nữa. Để lát mình coi cái từ điển nó nói cái gì. Roll K the distributor. Mấy thanh niên khoái chạy lắm. The marker, marker. Có vẻ hơi xa, cho mấy mét đi bộ cũng nhanh hơn đi cái kia nhiều. Cái chỗ mà high out của mình nó nằm đâu đây? Nằm trên đường đây sẽ được, cái game này thiết kế khá là hay hơn so với kỳ trước. Để xem bên này có ai không nè. Vừa mới nhắc luôn, level 5 rồi. Steal. Nó bảo là mình phải ăn cắp được cái gì đó của thằng này mà không bị phát hiện. Để coi như thế nào. Rồi đi theo bạn đó nè. Có vài nhiệm vụ khó mình không dám đưa bạn mình chơi, tại vì nó sẽ khó làm hơn. Cho nên mình sẽ làm những cái nhiệm vụ như thế này và những tập sau mình sẽ tiếp tục làm như thế này luôn. Và cái tập đó, tập 3 vừa rồi mình chỉ làm cho vui thôi, chứ mình không có đến ý định làm dài lâu, tại vì nó không hay cho lắm. Có vẻ xe ngựa chạy khá là nhanh á, cho nên mình lấy một chiếc xe luôn cho rồi. Xuống ngựa nào, rác, đừng sợ. Có nghĩa Fast and Furious phiên bản ngựa, đua ngựa cái kiểu. Gà ta. Bây giờ nó vẫn chưa phát hiện ra mình á. Ê má, bấm nhầm nút rồi. Lâu lâu mình bấm nhầm nút như bên GTA, mà bên nút tam giác bên GTA là bên đây nó lại là bắn súng. Cái đâm ra cái mình bấm nhầm cái nó bắn xuống nổ cái đùng cái rồi tạch luôn. Ê, bỏ tao ra má, cái nút bấm bên này nó khó chịu ghê luôn á. Nhiều lúc bấm mà nó không chịu đánh, nó ghê chứ. Mày này cho bò á. Hai kia không chịu xuống xe luôn, mấy ác. Không xuống thì càng tốt. Đỡ phải đánh. Giờ làm gì nữa ta? Distribution box kìa. Có vẻ như bình thường là mình không thể nào bật Eagle Vision được. Cũng muốn bật lắm nhưng mà không thể sử dụng được.
Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng làm xong hết cái tựa game này càng sớm càng tốt, và mình chuyển sang mình đang chuẩn bị Black Ops 3. Có thể là mình sẽ đào sớm mà đào quay trên PS4. Anh Hiệu cũng có thể sẽ quay, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ quay multi thôi. Nếu mà single nữa thì mình sẽ bàn bạc lại với Hiệu Béo và gì đó. Cho nên nếu các bạn thích coi bên Hiệu Béo, các bạn có thể coi bên Hiệu Béo, tại vì chắc chắn là bên đó sẽ quay rồi. Còn bên mình thì hên xui. Thật ra mình cũng quay Halo 5 nữa, cho nên để coi là mình sẽ làm như thế nào đã. Mình cũng chưa có rõ là mình sẽ quay hay không. Bây giờ mình xuống mình recruit thằng này, kêu nó vô đánh thằng kia đã. Vô mày. Bây giờ recruit thêm thằng, chúng ta thể recruit tới 2 thằng lận. Vô. Này các bạn thấy đây, hai thằng kia. Để mình kêu hai này mình đi theo mình, kêu nó vô đánh hàng đó. Và cũng như Assassin's Creed Unity là mình cũng chơi qua trước rồi mình mới dám chơi phần này của mình. Tại vì các bạn phải biết cái đường đi như thế nào rồi mới dám xông lên, chứ mình cũng không dám đánh một hồi cái lại tạch mấy cái kiểu. Rồi mình như các bạn mình đi hơi quá rồi. Hàng kia biết đánh xong chưa ta? Hàng kia gặp ngay phải thằng level 5 đánh không lại, nhưng mà chết được một thằng cũng đỡ. Mà phải đi làm sao cho giống Assassin's Creed nhất. Mình là thích làm nhiệm vụ này mà con chị hơn. Mình có vẻ như nó không cho dùng con chị gì đó. Nó bảo mình phải kidnap cái ông boss này. Nhưng mà ông boss này đứng trong cái phạm vi khá là khó chịu. Tôi nhìn cái thằng đó kìa, nó đi kẹt đi không đi được luôn. Có lẽ mình sẽ đợi thằng này ra ngoài kia. Nó đi lên đây nè. Một thằng đây nữa. Có vẻ đây có một trận boxing đó, khá là nảy lửa. Mình nghĩ là boss sẽ có một cái chu kỳ nào đó đi vòng vòng đâu đây. Và làm thế nào để mình dụ nó đi từ đó sang đây. Và để mình dụ thằng này cái đã. Này có vẻ như không quan tâm là mấy. Để dụ cái thanh niên này lên cái đã, rồi tính sau. Má nó không thèm lên luôn. Có đây kìa, mình kêu nó là đây. Đây. Nhanh. Đúng rồi. Có lẽ đám đông làm cho nó không bị phát hiện nữa. Giờ tới lượt thằng mập này. Nó đang nhìn mình. Không biết nó thấy mình không nữa. Quay vô khác đi. Thằng này chứ không thấy đâu. Để mình phóng dao ngay đầu này đó. Quá đẹp. Còn một thằng level 4 đằng kia. Một thằng ngay đây. Kêu này lại luôn. Thằng này mà lại là mình ngon cơm luôn. Lại đây. Như các bạn đã thấy là trong phần 2 là mình chơi cái này là khá là điệu nghệ. Bằng cách mình giết nhẹ từ từ, chứ không gặp ai cũng xong rào như kiểu như trước nữa. Chơi gì mới gọi là điệu nghệ rồi. Mình làm sao để kidnap mà thằng kia, có một thằng kia nữa kìa. Mình nghĩ là mình nên giết nó trước khi mình đưa nó thằng kia ra ngoài, nó sẽ hay hơn. Và cái thằng này không nên bị phát hiện ra mình trước khi mình giết thằng kia. Có vẻ như là cái game này nó sẽ thích hợp với ông Connor hơn.
Tại vì có vẻ như Ân nó biết hết hầu như mọi điểm rồi, cái thằng này nó sẽ xuất hiện gì đó. Tại vì Ân thường nó sẽ tất nhiên là phải chơi trước rồi. Và đợi thằng này lại cái là chúng ta sẽ dí nó luôn. Mình ghét mấy thằng mập lắm cho nên phải xử lẹ nó chứ không là nó tới. Ồ thằng kia nó chạy kìa. Mình không nghĩ là nó phát hiện ra mình. Nó chưa có chạy. Để mình canh này hả? Thằng level 4 kia thì nó quá xa để có thể gặp được thằng này. Where is the syrup, mate? Speak now or forever hold your... The distillery. It's the large building beside the brewery. Now, to stop soothing syrup production once and for all. Keep a sharp eye out, lads. Someone's targeting our network. The distillery might be next. This will complicate things. Và cái nhiệm vụ này là nó cũng không cho mình chơi con chị luôn. Phải thật. Mình phải mở được cái cửa đó. Và tại sao thằng em mình xài được có một cái này vậy? Mình sẽ đợi này đi qua cái đã. Cái này nè em. Nó không đi qua cái kia sao mình thả cái kia nó xuống được ta. Ê, nó đi rồi. Oh, headshot, quá hay. Thằng kia ngáo liền. Ba thằng ở đây. Nếu mà mình nhảy xuống thì mình giết nó, thằng kia nó sẽ báo động. Cho nên từ từ. Cái gì cũng phải từ từ. Tụi đây nhảy clip và fade được chứ. Ôi nó check cái đống rơm rồi. Đó, xuống đây cho nó an toàn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi từng thằng ra. Giết từng thằng cho nó đẹp gái. Đúng không? Rồi sau đó mình sẽ lẻn vô. Quá đẹp trai, vô em. Một em đã xong. Em canh cửa nữa. Còn ba em bên kia nữa chứ. Năm đứa chơi sao lại trời. Phải có dương đông kích tây hay gì đó nha. À đây phải dùng cái này nè. Cái này là kiểu như là chích vô một thằng là nó chuyển sang nó đánh nhau. Ơi nó lại đây. Đúng rồi, đi chỗ khác đi. Mình cũng không muốn giết nó tại đây đâu, cho nên mong là nó sẽ đi chỗ khác. Đi. Sao bù lại đầy đồng thế? Một là nó qua sang bên phải này đi. Thì mình đánh nó luôn. Còn chứ mà nó đứng ở đó không có bụi rơm che hơi bị khó. Đây nó đi qua đây nè. Còn hai thằng bên kia nữa. Để mình chích một thằng đó đã.
Đó. Chích một thằng nó sẽ quay sang nó đánh mấy thằng khác. Lấy nghĩa là mình nên, lẽ nữa mình nên chích mấy thằng level cao cao tí để nó đập mấy thằng level khác thấp hơn. Đây, để chích cái thằng mập này nè. Đó, đập đập mấy đứa kia này mập, đúng rồi mập. Hay lắm mập ơi. Ủa mới công nhận thằng level 3 mà quánh chết ba thằng level 4 luôn. Hai thằng level 4 luôn kìa, ghê thật. Trời ơi, má thôi rồi, đúng nghĩa thằng level 3 không là gì cả đối với thằng level 4. Quấn nó luôn mập, quấn nó luôn, con nhỏ bên đây nữa nè. Mập nó sợ quá chạy luôn rồi. Để mình giết nhỏ. Số em quá nhỏ, nhỏ tới khúc cuối luôn. Rồi xong, chúng ta quá đẹp trai luôn, đi vào. À, chúng ta vừa mới vô khu vực cấm mà chúng ta đi như đúng rồi. Hiện tại là mình không có mình ngồi được nè. Nhưng mà ngồi nó sẽ nhìn nó nguy hiểm hơn. Khu này không biết có ai nữa. Có mấy thằng trên đây nè. Nhưng mà nó bảo mình đi theo cái ông này, mình nghĩ cái thiết nghĩ là cái đi theo ông này đi. Chắc là ông sẽ biết cái gì đó. Nhưng mà mình không bấm chạy được, không. Chứ đi từ từ như thế này nó hơi chậm đó chứ. Ơi chạy được rồi nè. Biết đây có cái gì nữa. Mà phải lẹ lên. Spot địch coi. Trên đây không có ai hết. Tôi có thiết nghĩ mình nên cố gắng làm sao đó để nó spot địch xuyên tường xuyên cái kiểu như hồi đó auto spot cái kiểu. Đi đâu đi đâu. A favorite way to receive food in your ring. Để mình lên sửa mấy hành trên đây nè. Ồ, nó phát hiện ra mình luôn. Một khi mấy này đỡ rồi nó khó đánh. Mình phải stun nó cái kiểu rồi nó mới đánh được mình mới đánh được nó. Và nhúng là mình ghét cái thằng mập này lắm. Mấy mập gì đâu mới trâu bò dễ sợ. Còn thậm chí mấy thằng mập ban đầu nó còn nuốt luôn cả mấy cái dao của mình đi. Có ba cây dao mà nó cũng lấy được nữa. Như này bấm khá là đã tay nhưng mà mình cũng cái nghề là mình nên chơi súng hay cái gì đó. Cú này nó fail quá. Còn theo mình nghĩ là game nó kêu mình giết hết bằng khí gas, tức là nó bảo mình phải mở khí gas hết và lẻn qua tụi nó thay vì mình giết tụi nó bằng tay thế này thì nó sẽ hay hơn là mình làm như thế mà hơi lỡ rồi, đành thôi, nó phát hiện ra mình lẹ quá mà. Mà đấy coi như đây có cái gì đó. Đây có cái nữa là mình đẩy xuống rồi. Thì như cái này chúng ta phải làm nhanh mới được. Ôi, nó thấy mình rồi,
Chắc tụi này đâu biết parkour đâu đúng không? Mình cứ tưởng nó biết parkour gì đó, cho nên thôi cứ chạy đi. Chứ nó sao không biết parkour đâu. Cái thằng mập này, cái thằng mập đó, cái thứ mà ta không thích nhất. Ôi, nó đỡ rồi, nó đánh mình kìa. Đấy, sao lần nào cũng phải 1.3 hết vậy. Tụi này đúng, chỉ đúng gà luôn á. Cũng hơn là tụi này nó còn level thấp chứ gặp level cao mình cũng bó tay. Đánh hoài kiểu như không chết, mình gặp mấy thằng level 5, 6, đánh hoài cũng không chết rồi cũng vậy. Tụi mới né đạn luôn rồi, ghê thật. Nghĩ sao vậy mà tao ốm nhưng mà tao đâu có yếu đâu, mày nghĩ sao vậy? Nhỏ mà có vỏ vậy mày. Đấy, công nhận nhảy lên bị phát hiện nhảm thiệt chứ trời. Lâu lâu bị phát hiện nhảm thiệt nhưng mà đành thôi chứ sao giờ. Bó tay. Tụi nó đánh ghê quá. Cắt xong rồi nó còn cắt xin cho một đoạn nữa nó mới hiện lên tí gì. Không biết ở đây mình double assassination được không ta. Bên trong có một thằng, là mình giết hai thằng này chứ. Quá đẹp. Ra đây, nhanh. Chúng ta sắp chết rồi còn đợi gì nữa. Đợi gì vết bẩn nữa, ngại gì. Còn thằng này nữa, xử nó luôn cho rồi. Chúng ta còn đúng một cái vai duy nhất thôi. Nhưng mà thôi kệ, chết cho này chết đã. Đợi mình lỡ mình giết hết rồi, cho nên giết hết luôn cho rồi. Surprise. Ok, còn này nữa thôi. Giờ chúng ta nó chèn lên rồi, chúng ta phải tẩu thoát. Ồ, cái đây cái đường có vẻ là đường nhanh nhất mà mình thấy á. Well done, dear boy. Well done. Charles Darwin, delighted to make your acquaintance. Jacob Fry. Pleasure's all mine. While you were busy wreaking havoc, I found this. It indicates that a sample of every batch has been sent to Lambeth Asylum. Oh, I wonder if it's visiting hours. Don't be so hasty, Mr. Fry. Many people work at Lambeth. You wouldn't want to attract unwanted attention. Hmm. What's the fun in that? Not every problem can be solved by blowing things sky high. Sometimes a little discretion is in order. It's getting late. I will meet you at the asylum to continue our investigation. I told you before, sir, I had nothing to do with that anonymous article. Nothing, I say. That is a lie, sir. And you know it. Bah, I don't have time for this nonsense. Nonsense? It is my name and reputation you have willfully besmirched, sir. My very name. Bah! Drive, damn you, drive! That is Richard Owen. A vile, despicable wretch of a man. Really? I could have sworn you were close friends. Mr. Owen works at the asylum. He will know who made the syrup. Get him! Get him! Và mình đã trở lại với nhiệm vụ tiếp theo. Và như các bạn đang thấy đây là mình mặc một bộ giáp mới, khá mới. Bộ giáp này là của... Có lẽ các bạn cũng đã biết rồi, bộ giáp này là của Ezio.
Ezio Auditor trong cái bản Assassin's Creed lần bao nhiêu mình cũng không nhớ, nó 2-3 gì đó, mình cũng không rành. Cho nên nếu mà mình có sai các bạn chỉ cho mình cho phần comment phía dưới nha. Thì cái bộ quần áo này các bạn sẽ có được khi mà bạn đăng nhập vào Ubisoft Club khá là dễ dàng. Và thiết nghĩ là mình nên lấy cái xe ngựa hay gì để đi cho lẹ nha. Chứ chạy bộ chạy sao nổi trời. Xe đi tới hai con ngựa không biết nó chạy nhanh lắm nữa. Chạy cho đã xong chạy ngược lại là sẽ đéo nào. Rồi là mình hijack chiếc xe này của ông đó. Xuống em, xuống. Chết rồi. Nghĩ sao vậy? Cũng tiện thả thì chứ là nó kêu là mình gây damage cho cái xe. Và gì vậy? Bị gì vậy? Và mình cũng đang bị dí cho nên đâm ra cái khá là dễ dàng cho mình. Đâm một cái nó chạy đường nửa cây luôn, quá đã. Chứ mình quẹo lại nên nó bảo là mình đang vô cái vùng gì mà mình không thể sử dụng được. Có lẽ là bây giờ nó sẽ bắt đầu nó nói cho mình biết mình nên làm cái gì rồi. Tại vì mình nãy giờ mình phá hơi bị nhiều rồi. Jacob, Miss Fry, how good to see you. Oh, have you seen Starlick's latest lies? Lies in a newspaper? What transpired from the new line you're establishing? Oh, the cables we ordered never arrived. And then we intercepted this. A message mentioning cargo seized at College Wharf. Then let's unseize it. Oh, wait. Another intercepted wire contained the recipe for a powerful hallucinogenic serum. I've adapted this dart mechanism to work with your bracers. Alec, you're a genius. Well, that patently is untrue. Although I've also discovered that the serum adopts a form of a gas when subjected to heat. Just when I think you can't surpass yourself. Và bây giờ nó đưa cho mình một cái hallucinogenic dart. Và nó là cái dart mà hồi nãy mình đã dùng trong cái nhiệm vụ trước đó. Là mình bắn thằng kia và thằng kia nó sẽ nổi điên lên, nó đánh mấy thằng khác. Thì bây giờ nó sẽ thử nghiệm cái cục này. Tại do trước đó mình cũng đã chơi qua cái nhiệm vụ này rồi, cho nên trong túi mình có cái này. Cho nên cũng không khó ngạc nhiên khi mà mình sử dụng cái đó trong cái nhiệm vụ vừa rồi. Tại vì thường là mình sẽ chơi trước cái tựa game này trước khi mình quay để mình biết rõ đường đi hơn là mình chơi không, thì nó sẽ nhiều lúc mà mình sẽ bắt đầu mình ngáo ngáo ra và mình không biết đi phải đi đường nào hoặc là vậy, cho nên cái mình phải ngồi chơi trước cái kiểu. Với lại ngoài khoảng thời gian quay ra mình cũng muốn chơi thử để trải nghiệm hơn là so với việc là mình chỉ ngồi nhìn chỉ đợi để quay mình mới ngồi chơi, mình cũng không thích cho lắm. Nhiệm vụ này khá là có vẻ là khá là khó đây. Thì mình nhớ là vậy. Khá là đông nữa chứ. Bây giờ nó sẽ kêu mình thử nghiệm bằng cái cục này. Để coi mấy này level gì kia.
Còn cứ bắn thằng mập trước đi, tại vì nó chào bò nhất đám. Đó, bây giờ nó sẽ bay vô đánh mấy thằng kia. Và mình chỉ việc mình đi làm nhiệm vụ việc của mình thôi. Quá đẹp trai luôn. Mấy cái thùng này chắc để sau đi ha. Đó, thằng mập rồi chết rồi kìa. Và khi sau khi nó đánh xong nó tự động nó chết thôi, cho nên mình cũng không cần phải làm gì nhiều. Free, chạy đi mấy đứa, chạy đi mấy đứa. Recruit được nè. Vô đánh nó cho anh. Trong lúc anh kia đánh này, mình sẽ chuyển sang bên đây. Bây giờ nó xuất hiện một cái nè. Đó, bây giờ mình sẽ bắn thêm lần nữa. Tiếc là mình bị phát hiện thôi. Để mình chạy ra đã, chạy cái cho nó chắc ăn cái tụi nó không phát hiện mình nữa. Lên nóc đi. Lên nóc thì chắc chắn tụi nó sẽ không biết mình ở đâu. Cho nên mình sẽ cố gắng tìm cách hạ thủ mấy này trước khi mà mình đây. Mình rời khỏi chỗ này. Đó mình còn có khá là nhiều. Ồ xa quá không tới ta. Biết hai mấy thằng kia của mình nó còn khả năng đánh nổi hay không, nhưng mà đi còn đúng một thằng kìa. Kiếm thằng nào nó level cao cao bánh mới nổi. Rồi các bạn, thằng lính cuối cùng cũng bị ăn hành rồi hay sao á. Nghe mình thấy vậy nên mình nên chơi cái thằng level 4 hay ai đó, nó sẽ hay hơn. Đó, một phát ngay đầu luôn. Vãi đá thật. Tại vì bây giờ con mình nó mặc đồ toàn level 5-6 cho nên nó gặp mấy thằng những level 3 như thế này nó quánh khá là dễ. Có biết cái thằng này nó cầm cái gậy này khá là ngộ nghĩnh. Con chị nó rút con dao bên trong ra, còn thằng em nó lại cầm cái cây nó quánh luôn. Đúng nghĩa Assassin's Creed mà hồi đó luôn chứ. Nhưng mà con chị đã đánh một cái mình thích hơn, tại vì nó đánh style hơn, ngầu hơn nhiều. Chứ không có đơn giản là chỉ có đánh thôi. Lại đây em. Đấy đấy đấy. Ồ má, một phát ngay cổ quá ảo. Giờ cái này bây giờ là Assassin's Creed nè. Còn kia nếu bị nó đi mà nó kẹt luôn rồi. Vãi thanh niên đi mà kẹt. Vãi thật. Kêu này lại nữa xong. Thanh niên này khoái đứng ngồi cứ chà dân qua không chịu đi. Kêu này lại cho nó nhanh. Để anh còn làm việc của anh nữa. Một thằng đã vô. Chúng ta sẽ lút ngay chỗ này kìa đã. Rồi tính sau. Còn một cái lút cuối cùng nó nằm ngay chỗ biển mà có hai ba cành hàng canh á. Mình giờ chắc cũng xong mà không sao đâu. Còn một thằng level 3. Hai thằng level 3, một thằng level 4. Ngon rồi, không sao. Cái thằng mập này nó lên đây. Ôi cái ông nội kia đứng trên không luôn cơ. Đó kìa. Bạn thấy không? Ông nội đứng trên không luôn.
Để mình dụ từng đứa lại đây cho mình. Đó, một thằng đã nghe. Mình đâm nhẹ nhẹ từ từ luôn. Đợi nó tới là ngon luôn. Hiện tại là dao mình cũng hết rồi, nhớ đâu. Cái đó hồi nãy mình cũng hết rồi. Ủa sao nó đi méo vậy? Ồ má sát văng xuống dưới biển luôn kìa. Thiết nghĩ mình nên chọi dao cho nó lẹ. Mà nó thấy mình luôn mới ghê chứ. Này thì thấy. Ủa cái pha này ngộ nha. Mình cũng chưa thấy kiểu pha này như thế nào. Mà không sao, giờ đấy mới lấy được cái này luôn rồi. Quá ngon. Có vẻ như trên tivi mình nó có một cái màu khác nhau. Ôi, bây giờ nó đang bỏ chạy, nó đang bỏ chạy, mình bắt mình phải chạy theo. Nó phát hiện ra mình có trên đây hay sao á. Ủa bây giờ này làm này mình liên tưởng tới Assassin's Creed Unity nè. Còn xa quá, không tới được. Ờ có cái tàu này, đúng rồi đó. Quá đẹp trai. Quá đẹp luôn. Ô má, gọi một thằng mà hai thằng nghe. Ba thằng phát hiện địch. Vãi cái đái. Ô má, thanh niên chen chúc nhau mà đánh. Thằng ông nổi mặt dựng luôn. Nhưng mà không sao. Chú chơi nhầm người rồi nhá. Ok, để anh lấy cái này ra. Đó. Quá đẹp trai luôn. Loot the crate. What the fuck? Cái gì vậy? Ủa vậy đi không? Ủa mấy cái gì get high luôn hả? Vừa mới đụng cái get high luôn. Có vẻ như không ổn rồi. Ờ giờ đỡ nè. chúng ta trúng nãy hình như bị trúng độc, mà cái độc mà tụi nó dùng á. Thì mình nghĩ là vậy. Tại vì mình đang nghiên cứu cái này mà tụi đang đi đùng cái dính độc tục thì chứ nhìn cứ như cái hai đổi màu cái kiểu. Giống cái cảnh mà lúc mà mình chơi GTA 5 á, có cái cảnh mà ông bố bị dính drugs của thằng con mất dạy. Nếu các bạn nào chơi GTA 5 các bạn cũng đã biết cái phần đó. Và sau đó thì ông bố được hưởng phước bằng cách là mơ tưởng cái đéo gì đó rơi từ trên cao xuống, quá là ư lão diệu. Nhưng mà hôm sau thì được cái là cả nhà đều làm lành. Do ta năm nó câu chuyện nó khá là nhân văn, cũng không hẳn là nhân văn nhưng mà thế ít ra cũng tình cha con một tí. Sau này nó còn kêu Trevor lại đánh con, đánh mấy thằng kia để cứu con gái mình ra đi chứ. Nói chung là hay. Do ta năm cái câu chuyện dài nhất mà hay nhất mà từng để chơi. Ngoài ra còn có The Witcher 3 nữa. The Witcher 3 thì nó dài khỏi bàn rồi. Cho nên mình cũng muốn các bạn thông cảm với mình cái là mình quay được 3 tập đó, mình nghĩ luôn thấy nó dài qua mà chơi khó vài lần luôn. Cho nên, nhưng mà mấy thằng sao là mình rút kinh nghiệm hơn là mình cố gắng mình quay hết luôn, cho nên mình sẽ không drop game nào nữa. Mong là vậy. Và hiện tại là mình những game nào mình hứa mình quay mình sẽ cố gắng quay cho xong. Assassin's Creed Syndicate này mình, cái series này khá là khá là tiềm năng đối với mình, cho nên mình ngoài ra mình cũng rất là thích, mình cố gắng mình sẽ chơi hết luôn. Đây là cái tựa game mà mình vừa muốn vừa chơi vừa quay vừa trải nghiệm nữa. Tức là mình sẽ trải nghiệm trước rồi mình sẽ quay nó sau. Như các bạn thấy là mình chơi để biết cái nào trước cái nào sau rồi mình mới. Ồ mà mém nó nhảy xuống dưới rồi. Như là trải nghiệm trước đã rồi chơi sau nó cũng na ná nhau thôi, nhưng mà nó chất lượng hơn sau khi mình chơi lại và mình quay cho các bạn coi thì nó sẽ hay hơn. Và bây giờ chúng ta cũng đã tới cái chỗ mà
Bell Workshop. Bell là cái thằng hồi nãy mà nói chuyện, cái thằng mà chế đồ cho mình á. Thằng khá là hay. Ok, chúng ta tới rồi nha. Careful there, Mr. Bell. Every worthwhile endeavor is fraught with dangers, my dear friends. None more so than yours. But you have triumphed once again. How do you know? We have entered the age of communication, remember? We've already received word from Greenwich that the shipment has arrived safely, thanks to you. Have you discovered what else is in that shipment? Indeed. I'm afraid that Starek's poison has found its way onto the open market. If he believes that will stop us, he is mistaken.